Trong buổi họp lớp nhiều năm sau, Ru đã chúc vài vòng. Anh nói với cô, người mà anh đã yêu thầm năm ấy, cậu có biết vì sao mỗi lần nghỉ giải lao mình lại luôn tìm cậu để hỏi bài không? Cô bình thản nhìn anh, mím môi trả lời, vậy cậu có từng nghĩ thử xem vì sao lúc nào mình cũng ngồi tại chỗ mà không ra ngoài chơi không? Tình cảm nó đẹp như vậy, người này luôn vì người kia. Có thể các bạn đến được với nhau, cũng có thể các bạn đánh mất nhau, nhưng đó là những kỷ niệm rất đẹp. Cho nên đàn ông có tiền giữ được đàn bà có sắc, đàn ông có tình thì giữ được đàn bà có tâm. Và ai cũng muốn có được cái hình ảnh bên nhau đến tận tuổi già, có người bên cạnh chia sẻ, săn sóc, thương yêu. Cho nên khi mà một người bị phản bội thì chúng ta thấy rằng chẳng có ai mà vì thiếu một người mà không sống được cả, dù rằng là họ có nói này nói nọ chăng nữa. Nhưng các bạn phải hiểu rằng là cái sống đó là cái tồn tại. Bởi vì sao? Người ta sẽ chỉ không thể sống tốt khi mang trong mình một nỗi niềm ám ảnh bị phản bội mà thôi. Cái vết thương nó sẽ tồn tại mãi mãi. Đó chính là cái mà tôi muốn gửi gắm trong video này. Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với chuỗi video về cuộc sống. Thì câu chuyện ngày hôm nay là sẽ về người thứ ba. Người thứ ba Tuesday luôn luôn là một cái nhân vật gọi là phản diện, mà chúng ta có cái nhìn mà trê trách nhiều hơn là thông cảm. Thế thì bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện có thật xung quanh về những con người này. Có cả mặt tốt, có cả mặt xấu. Thì lý do tôi làm cái chủ đề này là từ một cái buổi nói chuyện với một cái bạn học viên. Bạn hỏi tôi như thế này: thầy có nghĩ rằng là một người đàn ông khi có người thứ ba thì sẽ tốt hơn không? Thì cái câu chuyện của bạn là như thế này. Bạn có một người anh, thì anh này là cũng lập gia đình rồi, nhưng mà theo như bạn kể thì cái cô chị đó, cái cô vợ đó, không phải là một cái người, nói chung cũng không có gì quá đáng lắm, tức là cũng là hiền lành. Nhưng mà cô này lại có một cái cư xử không khéo. Chẳng hạn như rằng là khi mà đi chơi chung với lại là bạn chồng, thì nếu như mà cổ không thích thì cổ sẽ làm cái mặt chầm dầm suốt cả buổi như vậy đó, sụ chứ không thích nha. Thì có thể rằng là lâu dần, khi mà cái mối quan hệ nó lạnh nhạt, thì bạn nào mà coi cái video về những cái video trước mà tôi làm về tình cảm mà hôn nhân á, thì chúng ta sẽ biết là có một cái giai đoạn mà mọi thứ nó trở nên nhàm chán đó. Thì cái thời điểm này là thời điểm đẹp nhất để cho một cái mối quan hệ khác nó chớm nở. Và đương nhiên rằng là cái gì mà đã mất cái cảm giác thì nó sẽ suy tàn. Thì chính vì vậy mà lúc này rằng cái người anh này lại cặp với một cái cô gái trẻ khác. Cái vấn đề rằng là sau khi hai vợ chồng ly dị thì người nhà không đồng ý cái mối quan hệ này, bởi vì họ có cảm giác rằng là cái cô gái đến sau không phải vì một cái tình yêu thật sự, mà vì muốn nhắm vào cái của cải của gia đình. Thì tôi mới hỏi như thế này: cái người anh này là có tài sản riêng không? Có nghĩa rằng là có mở công ty riêng không? Hay là có một cái công việc kinh doanh nào đó để kiếm sống riêng không? Hay là bây giờ vẫn vào cái nguồn thu chung của gia đình? Thì lúc này mới nói rằng là vẫn sống nhờ cái nguồn thu chung của gia đình. Tức là đây là một cái công ty dạng mà người nhà làm với nhau. Thì tôi mới nói rằng trước hết, cái biểu hiện của một người đàn ông bản lĩnh là gì? Khi anh đã chấp nhận là yêu thương một người phụ nữ khác sau vợ mình, thì điều đầu tiên là anh vẫn phải đảm bảo về cái cuộc sống của vợ mình đã. Còn nếu mình đã có con thì mình càng phải là hoàn thành cái nghĩa vụ đối với con.
Cho nên rằng là người đàn ông bản lĩnh là phải tính trước. Thứ nhất, tôi có đủ tiềm lực để mà lo lắng cho vợ và con của tôi không? Thứ hai là anh phải dám bước ra ngoài. Anh phải dùng chính tiền của anh để xây dựng một cái hạnh phúc mới, chứ không phải rằng là anh dựa vào cái nguồn tiền chung của gia đình như thế này. Thì đó là hai đặc điểm của một người đàn ông bản lĩnh. Thứ nhất, vẫn lo lắng cho vợ và con của mình. Thứ hai là phải kiếm được ra một cái nguồn thu nhập riêng. Đó. Thì cái vấn đề rằng là hiếm người đàn ông có thể làm được như vậy. Đó. Thì bây giờ bạn mới hỏi tôi rằng bây giờ bạn phải xử lý như thế nào? Tại vì gia đình hiện giờ không chấp nhận cái mối quan hệ mới. Thì tôi mới nói với bạn, có những cách mà để chúng ta thử như sau. Thứ nhất là phải cho cái người này một cái tài sản. Đó, để họ tách ra riêng. Thì ví dụ như rằng là có thể mua một căn nhà, hay là giao cho một cái công ty nhỏ để quản lý, một cái cửa hàng nhỏ để quản lý, và chấm dứt coi như là chia tài sản luôn. Phải nói với lại là ba mẹ phải mạnh tay là chia tài sản, cho hẳn người này một cái cơ ngơi riêng. Tại vì sao? Tại vì nếu như mà cái đứa con gái mà nó yêu thương một người đàn ông vì cái tài sản, thì cái lòng tham của nó không có giới hạn. Nếu như mà nó dính vào cái nguồn tiền chung của gia đình thì nó sẽ bòn, sẽ rút cho đến khi nào hết thì thôi, không bao giờ có giới hạn. Cho nên là bây giờ mình phải tách ngay. Thì cho dù nó có bòn hết chăng nữa thì cũng là hết tiền của ông này. Và đây là cái giá mà để trả cho cái bài học này. Cho nên rằng là gia đình phải chia. Và nếu như mà đánh cược thì chấp nhận mất cái tài sản này. Mất. Và đương nhiên rằng là cũng mất luôn cả một người thân. Là lúc này là giống như rằng là cắt đứt. Đó. Thì là cái thứ nhất. Khi mà một cái đứa con gái mà gọi là đào mỏ đó, mà nó nghe cái này, nó cũng sẽ bị phân vân. Nó nhắm là nó nhắm tới cái tài sản lớn kia cơ. Mà bây giờ gia đình chơi như vậy là nó cũng sẽ bắt đầu lung lay rồi. Cái thứ hai là phải nói với lại cái con nhỏ này. Thì tôi nói bạn là phải nói như thế này. Chọn một cái người mà ở vai vế lớn hơn, có thể là một người anh hay là một người chú, một người bác ra nói chuyện. Nhưng mà cái giọng người này phải đủ cái uy lực. Chẳng hạn như bản thân tôi nè, thì tôi thường hay nói vậy. Nếu đây là ví dụ nha, đây là một người em trai của tôi, thì tôi sẽ nói với lại cái cô này: bây giờ gia đình quyết định không cấm cản là nó quen em, nhưng mà gia đình không chấp nhận mối quan hệ này. Vậy thì nếu như sau này mà cô có một cái điều gì đó mà không đúng đắn, thì tới lúc này, hiện giờ là chúng tôi còn nể là thằng này, thì chúng tôi không đụng tới cô. Nhưng nếu như sau này mà cô làm gì đó và nó không còn ở bên cô nữa, thì lúc này cô hãy coi chừng đó. Đó là cái lời đe thứ hai. Cho nên rằng là khi mà nếu mà một cái đứa con gái mà không tốt, khi nó nghe hai lời này, nó đã lung lay về cái tài sản là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lúc này nó bị đe dọa. Thì tôi nói một kẻ mà đào mỏ, ban đầu nó chưa có nhả ra đâu, tại vì nó chưa có chuẩn bị. Thì thông thường là khi mà nó gặp một cái mối ngon hơn, nó sẽ nhả cái mối nhỏ này. Tức là nó vẫn sẽ bắt cá hai tay. Đó. Một cái đứa con gái không đàng hoàng nó có rất là nhiều tay. Vậy thì cứ việc cho ông này đi đi, rồi tới một ngày ông sẽ sáng mắt. Tới một ngày nào đó nó kiếm được mối to hơn, nó sẽ đá ông. Và lúc này nó sẽ sút ông trở về với gia đình. Hãy cho ông đó đi. Đó. Và đương nhiên rằng là cái người mình muốn biết rằng cái quyết định là đúng hay sai, thì thông thường mà theo bản thân tôi thì tôi thấy khi mình chọn lựa một người đúng
là hầu như mọi thứ nó đều đi lên. Sự nghiệp của mình phát triển, công danh của mình phát triển, thậm chí về tinh thần của mình cũng sẽ tốt hơn. Đó là nếu mà mình chọn đúng người. Đó, thì mình sẽ thấy mọi thứ nó suôn sẻ hết. Còn nếu như mà mình bắt đầu đi xuống, được tự do rồi nhưng mà lại làm ăn không lên, đó, thậm chí còn phải mất đi tài sản, rồi tinh thần cũng không còn được như trước, lúc nào cũng căng thẳng, rồi cả hai lúc này bắt đầu có cãi nhau, có xích mích, có mâu thuẫn, thì đây là một lựa chọn không đúng. Đó, vậy thôi, cách đơn giản. Cho nên nếu chọn không đúng người thì chúng ta sẽ thấy rằng là mọi thứ nó đi xuống. Đơn giản thế. Rồi, thế thì bây giờ quay lại cái vấn đề. Khi mà chúng ta lên án một cái mối tình, thì thông thường bản thân tôi lên án cái tính thực dụng của cái tình cảm đó. Nếu hai người đến với nhau vì tình cảm thật, thì dù rằng là cái tình huống nó như thế nào, cái hoàn cảnh nó như thế nào, thì chúng ta cũng có thể xem xét lại được. Còn nếu như mà cái mối quan hệ đó không xuất phát từ cái tình cảm, thì chúng ta gọi là phải lên án. Ví dụ như gần đây bạn tôi nó có kể cho tôi một cái câu chuyện. Nó có một người cô, thì cái bà cô này đi ngoại tình, rồi sau đó rằng là người chồng là một cái người có địa vị trong xã hội và cũng có của cải, thì ông này rằng là không muốn mất mặt, cho nên mới nói rằng bây giờ thôi ly dị, thì cho bà này 150 tỷ, cho hẳn 150 tỷ. Nhưng mà bà này không chịu. Bà này biết ông này có số tiền còn hơn như thế nữa. Đó, cho nên không chịu là nhận 150 tỷ. Quyết định đệ đơn lên tòa để chia đôi tài sản mới chịu. Và sau đó rằng là còn chia cho là hai người có ba đứa con chung. Thì hiện giờ ba đứa con cũng lớn rồi, đi nước ngoài hết rồi, có công ăn việc làm, ổn định hết. Thì hai vợ chồng lớn tuổi rồi, lúc này lại quyết định dắt nhau ra tòa để chia tài sản. Thì chia cho cả ba đứa con, tức là làm giảm cái khối tài sản của ông này xuống. Và nếu như ai mà đương nhiên rằng là giành được cái quyền mà quản lý, thí dụ có đứa con nhào nào chưa đủ 18 tuổi á, thì nếu như mà giành được cái quyền nuôi con thì sẽ lấy luôn cái tài sản của đứa con. Thì bà này bà tính đến mức mà như vậy để bà nhất quyết bà giành được nhiều tiền hơn. Thì khi tôi nghe câu chuyện này tôi nói, đa phần những cái trường hợp này tôi thấy không có cái giữ được tiền đâu. Bảo đảm rằng cái bà này sau đó cũng bị cái thằng bồ nhí nó lừa cho hết à. Không tin thì cứ để ý đi. Đó, ác với lại cái người này thì cũng sẽ bị người khác lừa lại, cũng mất. Cho nên tất cả những cái việc mà hầu đó tới giờ mà tôi thấy, những cái vụ mà chia tay mà do phản bội, một người bị tổn thương sau khi đã hết lòng thương yêu và tin tưởng, thì tôi đều thấy rằng là cái kẻ mà gây ra cái tổn thương đó đều gặp một cái nghiệp rất lớn mà sau này phải trả. Đó, và mất rất nhiều luôn đó. Cho nên tôi tin vào cái điều này. Vậy thì không phải là chỉ có là đàn ông mới là đi ngoại tình, mà chúng ta thấy rằng là có cả phụ nữ đi ngoại tình, dù rằng là cái trường hợp này nó ít hơn. Thì chúng ta thấy nha, cái hậu quả của cái việc mà gây tổn thương cho người khác. Thế thì bây giờ tôi lại nói một cái câu chuyện khác cũng có thật. Đó là tôi có một cái người dì. Thì dì tôi lúc mà còn trẻ thì thương một cái người đàn ông, mà ông này bị nghiện ma túy. Dì tôi thương lắm, cho nên rằng là ngay cả khi mà ông này bị bắt đi cai nghiện, là không có đám cưới đám gì hết, vẫn một thân một mình theo cái người mà mình thương yêu lên tận Lâm Đồng để mà cai nghiện. Đó, cho nên thời gian này là vì tình yêu, tôi thấy rằng là mù quáng, ai nói cũng không nghe. Vì tôi vẫn một thân một mình lên đó để chăm nom cho người mà mình yêu thương. Cuối cùng rồi thì khi ông này hết cái thời hạn cai nghiện thì trở về, thì cảm động trước cái tấm lòng mà của dì thôi, cho nên cũng có tu chí làm ăn. Thì gia đình mới có một cái mảnh đất để mà làm coi như là trồng cây ở trên đó. Đó, làm ruộng, làm rẫy.
Thì lúc này là ông này cũng là sau khi cai nghiện về, cũng thương vợ thương con, cũng cố gắng tu chí làm ăn. Rồi sau đó là hai người có đẻ mấy đứa con chung. Thì lúc đầu khi mà có con, từng là một người mà gọi là giang hồ, quậy phá, nghiện hút, nhưng mà bây giờ lại chấp nhận ngồi để mà giặt tã cho con. Đó, thì nhiều bạn trẻ bây giờ hay lên mạng khen mấy hình ảnh đó, mấy anh chàng xăm mình ngồi giặt tã đúng không? Cắt móng chân cho vợ đúng không? Tôi kể tiếp cho nghe. Thì sau khi mà một cái thời gian đó, hai người cũng tu chí làm ăn. Nhưng mà sống ở trên mà cao nguyên, rồi phải chạy đi chạy về buôn bán giữa thành phố, cuộc sống cũng cực. Sau đó nghĩ tới là đứa con của mình, muốn cho nó ăn học có điều kiện tốt hơn. Thế là cũng tính tới cái chuyện mà quay về thành phố. Thì tới lúc này ông này lại trên đường là tái trở lại con đường xưa. Thế là lại đánh bài, đi nhậu. Ban đầu là chỉ xin đi nhậu với lại mấy người mà xung quanh thôi, nhưng mà rượu vào quen lại đường cũ, uống rượu rồi lại đánh bài, rồi lại đánh bài, rồi lại ham chơi, ham chơi rồi sau đó lại vào con đường tái nghiện đó. Thế là tới lúc này gì thì chịu hết nổi rồi, mà phải nói rằng là đẻ một lèo bốn đứa con, thì hai người mới quyết định là chia tay. Thì rằng là cái ông này giữ hai đứa con trai đó, giữ ba đứa con trai, rồi dì tôi là nuôi đứa con gái út. Thì ban đầu rằng là nhà chồng rất là ghét dì tôi, cấm không cho được gặp con, ngăn cản cái mối quan hệ, không cho thăm con luôn, đến nỗi mà phải thăm lén lút, canh nó đi học về, gặp nó ở gần trường, có cho tiền hay này kia thăm hỏi nhau, khổ cực kỳ. Nhưng cuối cùng rồi sao? Rơi vào cái con đường mà tệ nạn. Cuối cùng ông kia là gì? Mắc nợ, phải trốn nợ, bỏ trốn. Bỏ hai đứa con. Đó. Rồi cái nhà bên nội cũng là ăn không, coi như rằng là làm ăn không được, phá sản. Cho nên sau đó rằng là cũng không có tiền lo cho hai đứa con, mấy đứa cháu nữa. Bỏ mặc tụi nó muốn làm gì làm. Thế là dì tôi lúc này may mắn gặp được một cái người đàn ông. Không biết là do thương cảm là cái hoàn cảnh đó, dì tôi đã đẻ bốn đứa con rồi, nhưng ông này lúc này ông này cũng có vợ có con rồi nha. Đó, có vợ có con rồi, cũng kiếm được rất nhiều tiền, là một cái người buôn bán là Bắc Nam. Ông này có những cái mà chuyến xe hàng lớn di chuyển Bắc Nam, kiếm rất nhiều tiền. Thì không biết là động lòng là như thế nào, là lại thương dì tôi. Rồi sau đó rằng là thuê nhà đó, mở một cái sạp vải để cho mà dì tôi buôn bán, rồi thường xuyên là lui tới. Tới lúc này rằng là ngay cả người vợ cũng biết. Nhưng mà điều đặc biệt rằng là gì? Là người vợ lại cho phép. Tức là ông này có thêm một người vợ nhỏ đồng ý. Và cả cái nhà của cái người mà chồng sau này cũng đồng ý. Cả mẹ của ông này cũng rất là thương yêu dì tôi. Cho nên rằng là thậm chí rằng là hai người vợ, hai người đàn bà, người trước người sau, cùng nấu ăn, cùng nói chuyện. Đó. Thế thì đến gần đây là dì tôi mắc bệnh, khi mà hiện giờ đang phát hiện là bệnh ung thư. Đó, dì cũng rất là suy sụp. Nhưng mà người đàn ông này bỏ công ăn việc làm, đưa dì tôi đi khám. Đó, dốc tiền để mà chữa trị. Cho nên mẹ tôi cũng nói rằng cũng là cái phúc khi mà dì tôi gặp được một cái người đàn ông mà thương yêu như thế này. Chứ còn mà để thằng chồng trước nó lo thì chắc tới giờ này là chết không biết từ đời kiếp nào rồi. Đó. Gặp một cái người mà thương yêu mình, lo lắng cho mình, dù rằng lúc này là đã có vợ rồi, có vợ có con rồi. Cho nên tôi thấy rằng là cái duyên mà nó đến không có nói được, nó không không có thể nào mà mình nói rằng là nó đúng hay nó sai được. Nhưng mà trong câu chuyện này thì tôi thấy được rằng là
cái tình cảm giữa họ là thật. Đó. Và vì rằng là để mà khấn cho dì tôi khỏi bệnh, là cái người chồng sau, ông này cạo trọc đầu để mà mong cho dì tôi hết bệnh. Khi mẹ tôi kể, mẹ tôi khóc, mẹ tôi rơi nước mắt. Đó. Lo cho người vợ sau của mình đến mức như vậy, à, chăm cho đứa con, và thậm chí còn để cho dì tôi yên lòng. Nếu lỡ có chuyện không may xảy ra thì người chồng sau mới nói rằng là sẽ lo cho những đứa con ăn học. Đó. Thấy rằng là dù rằng là lúc này có thể gọi là dì tôi là người thứ ba, người thứ ba, người vợ bé, nhưng mà chúng ta thấy rằng là trong cái câu chuyện này nó khác với lại cái câu chuyện mà về cái người thứ ba khác. Đó. Thế thì khi mà phân tích, nếu mà hỏi rằng tại sao mà thường là chúng ta lại không thể nào mà chung thủy một vợ một chồng, đó là vì nếu các bạn để ý đi, cái người thứ ba này luôn có một cái đặc điểm mà người chồng hay người vợ của mình còn thiếu. Ví dụ như rằng là người vợ là một cái người hiền lành, thì thông thường người thứ ba này sẽ là một cái người mà coi như rằng là đanh đá hơn, hoặc là một cái người mà coi như là sống hướng ngoại hơn. Nó thường nó sẽ ngược lại như vậy. Đó. Thì có nhiều người hỏi rằng là thậm chí rằng cô vợ rất đẹp thì tại sao lại là ông lại đi ngoại tình với một cái con nó xấu hơn như vậy? Nói chuyện là thật ra đó là vì cái mà ông ta cần ở một người bên cạnh thì người vợ lại không có, nhưng cái mà cái kẻ kia nó lại có. Thì tôi nói thông thường những cái người đàn ông mà bị thu hút là bởi một cái người phụ nữ mà mình không nắm bắt được. Cho nên nếu như mà cô vợ mà đi với nhau từ cái thời khó khăn á, đó, hai vợ chồng mà từ thời khó khăn, có nghĩa là người vợ rất là hiểu mình, nhịn mình, lo lắng cho mình. Một người vợ tần tảo như vậy thì mấy ông lại giống như lâu dần, mấy ông có cảm giác như rằng là nó không còn cái lửa nữa. Thì khi mà ra ngoài mấy ông gặp một cái con đó mà mấy ông không hiểu được nó muốn cái gì. Có khi nó rằng là nó vui, nó làm cho mình sung sướng, nhưng có khi thì nó lại là làm cho mấy ông phải nhức đầu. Rồi có lúc rằng là tưởng như là nó mê vật chất, mua cho nó món quà, nhưng tới khi nó giận nó lại không nhận món quà đó. Rồi sau đó nó lại tha thứ, nó lại làm cho mình vui. Đó. Cho nên nắm bắt của những cái kẻ mà như thế này khó quá, thế là mấy ông lại bị lôi cuốn. Thì có nhiều người lại nói rằng là có khi nào nó bỏ bùa không ta? Tôi thấy rằng đó là cái sự mà cuốn hút về một cái điều gì đó ha, mà có thể bản thân họ tìm kiếm. Thí dụ như rằng là một cái người đàn ông bình thường nhìn chững chạc, nhưng mà thật sự bên trong ông ta là một cái người sôi nổi, một cái người có khả năng mà ngoại giao tốt, thì những cái ẩn ích bên trong này khiến cho ông ta khi mà ở cạnh một cái người vợ mà hiền dịu, ông ta lại trở thành một cái người mà coi như rằng là nó ẩn cái con người sôi nổi đi, nó ẩn cái con người của họ đi, tức là họ sống với người vợ là họ có một cái nét tương đồng với nhau. Thì khi họ gặp một cái cô gái trẻ năng động, hoạt bát, nói chuyện líu lo, thì lúc này nó lại kích thích cái gọi là cái sự sôi nổi nó trở lại. Nhiều người còn cảm thấy là mình bị trẻ lại. Đó. Cho nên khi gặp cái người kia giống như rằng là họ tìm thấy cái điều mà họ đã chôn giấu biết bao lâu. Thế là lúc này cái tình cảm nó phát triển. Nó phát triển mà đến mức rằng là có nhiều người họ không kiểm soát lại được. Không kiểm soát được. Và đến khi mà họ đánh mất tan nhà nát cửa, nhiều khi họ cũng chưa nhận ra. Thì cũng có những trường hợp rằng là khi mà họ mất cái người vợ đầu, họ sống với cái người vợ sau, họ lại tìm ra được cái hạnh phúc. Đó là cái con người mà họ tìm kiếm và họ sống hạnh phúc với nhau tới già. Thì cái điều này là tôi rất khó nói. Rất khó nói. Tại vì đôi khi là mình lấy nhau ở một cái thời điểm mà mình chưa hiểu hết cả về bản thân mình. Đó. Thì tới lúc đó rằng là
thôi thề vì tình yêu, mình thấy rằng đó là tình yêu, rồi sống với nhau rồi nó lại sinh ra trách nhiệm, rồi có con có cái với nhau, rồi cứ thế là cuộc sống nó trôi qua. Nhưng đến một ngày mà mình tìm lại được cái người mà nó đánh thức cái con người thật của mình vậy, thế là mình cảm giác như là mình sống những ngày đó mới là những ngày mà hạnh phúc nhất, những ngày mà mình coi như rằng là gọi là giống như tuyệt vời nhất. Thế là mình lại nói thấy đó là lựa chọn đúng đó. Cho nên tôi không nói được, nhưng mà tôi chỉ biết một điều: cái mối quan hệ đó, thứ nhất nó kéo dài được bao lâu, thứ hai là nó khó khiến cho là chúng ta đi lên hay không. Như là tôi nói, nếu nó mang lại cho cả hai những gì tốt đẹp nhất, nó giúp cho cả hai cùng phát triển, nó khiến cho một con người là tươi tắn lên, đó là một cái mối quan hệ tốt. Còn nếu như mà một cái mối quan hệ mà nó khiến cho một người đàn ông bỏ bê cái sự nghiệp, nó khiến cho một người đàn ông mà xuống cấp đó về ngoại hình cũng như rằng là cái tư cách, rồi nó khiến cho một cái người phụ nữ đó đánh mất bản thân mình, từ một cái cô gái mà hiền lành mà sau khi có cái mối quan hệ đó trở thành một cái người mà nham hiểm, thì tôi thấy đó là một cái lựa chọn sai. Và vậy thì với những cái trường hợp mà tan vỡ, thì tôi thấy có rất nhiều người mà phụ nữ lại hành động sai như thế này. Một cái cô gái mà hiền dịu, nết na, bị người chồng phản bội, sau đó ly dị, quyết định làm mới cái ngoại hình của mình lại bằng cách tút cho đẹp, thì tôi thấy hầu như 10 người là hết cả 10 đều như vậy. Tức là cứ sau chia tay là sẽ tút cho bản thân mình đẹp lại, đúng không? Vừa là để cho cái kẻ kia giống như trả thù kẻ kia cho mày tiếc chơi, mà cũng là vừa là giống như rằng là tới lúc họ có cảm giác là họ nên yêu cuộc sống của họ. Rồi đọc ba cái triết lý vớ vẩn gì trên mạng đó, thì tôi thấy đa phần là đều làm mới mình lại, đẹp lại. Đó, có những cô á, thậm chí rằng là lấy chồng đẻ con xong tướng sồ sề, rồi cũng chẳng quan tâm, tại vì thôi nghĩ mình có chồng rồi sao không được. Nhưng tới khi mà chồng phản bội xong, ly dị, về tút dáng đẹp cực kỳ. Đó, từ phụ nữ trung niên trở thành thiếu nữ luôn. Ghê vậy. Nhưng có một cái nữa, cái này thì tôi nói rằng là các cô làm đúng. Tại vì phụ nữ mình đẹp, mình có quyền, ai cũng muốn làm đẹp cả. Đó, bản thân tôi cũng muốn tôi làm đẹp chứ, dù đẹp không nổi thôi. Cho nên cái này là cái quyền đúng. Nhưng cái sai là gì? Từ một cô gái hiền thục nết na lại cố gắng biến mình trở thành một cái phong cách mà nổi loạn. Đó, từ một cái người mà hiền lành thì bây giờ làm ra vẻ như bất cần. Tôi nói cái này là một cái sai lầm. Cái thằng chồng của mình nó ngu đần, nó không nhìn ra được là cái vẻ đẹp của mình. Thì nó đánh mất mình là cái lỗi của nó, cái ngu của nó. Cho nên mất gì mà mình phải biến trở thành một cái kẻ giống như rằng là cái kẻ thứ ba. Thí dụ như là mình hận thằng chồng mình, nó quen một cái con nhỏ mà đánh đá, con nhỏ bia ôm này kia ở ngoài, mặt ác như quỷ. Thế là sau đó rằng là mình hận, mình tuốt cái phong cách của mình cũng ra cái vẻ bất cần. Ủa vậy hóa ra là mình vì mình hận nó mà cuối cùng mình hóa thân thành kẻ giống nó à. Coi ngu chưa? Trong khi rằng là cái hiền dịu nết na đó mới là cái hiếm. Cái người sống vì gia đình, cái đó mới là cái hiếm, chứ không phải là theo cái kiểu đanh đá của mấy con kia. Thì nhiều người phụ nữ lại mến mất đi. Họ cho rằng là mình bị bỏ tại mình hiền. Trước đây mình ngu quá mà mình hiền. Mình hiền cho nên người ta mới ăn hiếp mình, người ta mới bỏ mình. Vậy bây giờ mình giữ cho coi. Cái đó là cái sai của mấy cô. Đó. Để rồi chi? Để rồi cuối cùng mấy cô không gặp được người tốt. Tại vì đàn ông tốt, thật sự luôn đàn ông tốt, thì nó lại yêu cái người vì gia đình hơn là yêu mấy cái con quỷ. Đó. Nó có chơi có bời đâu chăng nữa thì cuối cùng rồi nó cũng vẫn thương, vẫn nhớ,
cái người hy sinh vì nó. Đó là một cái người đàn ông mà bản chất tốt. Cho nên rằng là tôi khuyên các cô là thay đổi ngoại hình đẹp ra thì nên, nhưng đừng thay đổi những gì mà đáng quý về nhân cách. Mình trước đây là một người hàng hiếm thì mình hãy giữ cái hiếm có đó. Mình vẫn tốt với mọi người, vẫn hiền diệu với mọi người. Đừng có nói rằng là ai nói rằng mày ngu lắm, mày làm gì mày ngu, cuộc sống này là mày phải đánh đá lên. Đừng nghe nó. Tôi nói đừng nghe nó. Đó. Mà các bạn hãy vẫn giữ mình là con người của mình. Đó. Một người không biết là trân trọng thì vẫn còn người khác trân trọng mình. Rồi có những cô á, sau khi chồng bỏ xong, các bạn biết mà, gái một con thì thường là nó nảy nở. Cho nên có những tên bị bỏ xong mặc cái áo khoét sâu vào để khoe cái vòng một. Tôi nói thiệt chứ, đàn ông nó nhìn vào cái chỗ đó, nó thích không? Thích. Nhưng tôi nói thẳng ra là những người mà muốn lấy mình vì cái điểm nảy nở đó thì cũng toàn là mấy thằng khốn nạn. Cho nên rằng là những cô mà khoe ra như vậy, thì tôi nói thiệt chứ nhiều khi tôi nhìn tôi nói hèn chứ mấy anh kia nó bỏ là đúng rồi. Nó rất rẻ tiền. Nhìn nó rất rẻ tiền. Đó. Phụ nữ không phải đẹp ở cái chỗ đó. Ha. Để mà thu hút một người đàn ông thì đúng là nên khoe mấy cái đó. Nhưng để giữ một người đàn ông thì phải giữ từ cái phẩm hạnh, cái tính cách. Và tôi nói một điều, bản thân vợ tôi cũng vậy. Bà hiểu tôi từng ly từng tí. Thí dụ các bạn mà coi cái video mà về trước đây tôi làm về người người thương hay là về mấy cái tình cảm gia đình đó, thì tôi cũng có nói về cái việc mà tôi cũng đã từng là có những cái nhát dao trên người mình. Thú thật, tôi không qua mắt vợ tôi được. Bà biết hết. Bà nói thiệt chứ, bà nói tôi giấu cái gì, tôi giấu ở đâu. Bà đụng vô là ra, bà đụng vô là trúng. Nó bà hiểu mình đến như vậy. Đó. Mình giấu cái gì ở chỗ nào đó, cái tủ nào mình khóa lại bà mở nó, y bóc giấu hàng trọng. Lụ đạn trốn không kịp luôn. Nha. Thì lúc đó mình nói với bà thôi hay cho lấy vợ bé đi. Bà nói ừ cũng được nữa. À, kêu nhỏ nó cạo đầu vậy nè, cạo lông mày đi rồi cho lấy. Nói bà chơi lớn quá ai dám. Nhưng mà thiệt sự ra tôi nói thiệt một điều, tôi vẫn nể vợ tôi ở cái chỗ đó. Một cái người phụ nữ, bà nói một điều, nếu mà bà muốn phá hay bà muốn chơi tôi, đó, bà cho người bà đánh tôi được. Tôi nói thiệt chứ vợ tôi dữ hơn tôi nhiều, đúng nghĩa luôn. Nhưng vì là bà thương, bà tôn trọng, đúng nghĩa là cái chữ tôn trọng đó. Và lúc nào bà cũng nói luôn, bà đặt lòng tin vào tôi luôn là một cái người biết suy nghĩ. Vậy thì bà chờ tôi trở về, bà chờ tôi nhận ra được cái đúng cái sai. Còn bà không nói một cái gì cả. Cho dù bà thấy được cái tin nhắn, một cái lá thư hay một cái gì, bà nói bà không làm gì cả, bà để lại chỗ cũ. Bà chờ đến ngày tôi nhận ra được là cái sự việc. Suốt thời gian chỉ chờ và chờ. Có nhiều bạn nói rằng là bà ngu, không hề. Một người phụ nữ như vậy, cho nên đến khi mà tôi biết rõ được mọi chuyện, tôi thật sự rằng là yêu quý vợ mình. Và trên cả cái yêu quý đó là tôi nể vợ mình. Và trên cả cái nể đó là tôi biết ơn vợ mình đã vì mình chịu đựng mình, tôn trọng mình. Đó. Cho nên rằng là những cái đó nó khiến cho đôi khi tôi nghĩ rằng là giữa cái tình cảm vợ chồng nó vẫn có những cái mà tôi không hài lòng. Có những cái mà tôi tìm kiếm thì bả lại không có. Nhưng sau đó rằng là tôi suy nghĩ lại và tôi thấy rằng điều là gì?
người có thể hiểu mình đến cỡ đó, chịu đựng mình đến cỡ đó và tôn trọng mình thì chỉ có một người mà thôi. Và đó lý do mà trong thâm tâm tôi chỉ cái vị trí của bà luôn luôn là có một cái ảnh hưởng rất lớn. Ảnh hưởng rất lớn. Đó. Thì đó lý do mà tôi khuyên những bạn nào mà nếu như mình đang ở một cái tình cảnh tương tự thì mình cũng có những cái cách giải quyết. Và những người nào mà người thân, chúng ta cũng có cái cách để mà coi như xử lý. Nhưng mà khi mà tôi nói đã dính vào cái chuyện tình cảm thì dù rằng là các bạn có bản lĩnh cỡ nào, tôi dám bảo đảm là các bạn cũng không bao giờ thoát ra được. Cho nên rằng là anh hùng không qua ải, mỹ nhân là như vậy. Thậm chí rằng là vua chúa, một minh quân vẫn có thể đánh đổi giang sơn để lấy mỹ nhân. Đã dính vào cái ải tình cảm là không có một người nào đủ lý trí để mà thoát ra. Cho nên đừng lên án người ta. Mà nếu các bạn muốn giúp thì các bạn phải dùng chính cái tâm của mình để lay chuyển họ thì mới giúp họ được. Đó. Thôi, cảm ơn các bạn đã xem video lần này và hy vọng rằng nó vẫn luôn bổ ích đối với mọi người. Và nếu mà chúng ta thấy chúng ta nên chia sẻ thì tôi cũng hy vọng rằng là những người khác cũng nghe được và những lời này càng lúc càng được nhiều người là đón nhận. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Nếu thấy hữu ích thì các bạn hãy đăng ký và bật chuông để nhận thông báo cho video clip mới nhé. Xin cảm ơn.